hắn nhẹ mà. Chú có biết là hồi nhỏ là bố xin mẹ xúc mà mẹ à, bà ngoại không bà nó không mời cháu xúc từ đấy đâu á. Đâu điều kiện đâu người ta.
Wow. Trên trời cao con rớt xuống đây, được làm em bé xíu của mẹ mẹ. Dịu dàng mẹ cười đón thiên thần đáng yêu, mẹ nhìn con hạnh phúc biết bao. Mẹ dạy con hãy nhớ làm người tốt, chân thật không nói dối bao người.